công dụng cụ hoặc đinh ốc vít hoặc tất cả các loại keo phù hợp. Do đó tất cả các ai chúng ta lẽ nào phôi pha xót xa từng kỷ niệm đầy vơi lòng mình muối sát sao không mặn người ơi. Rồi cũng lúc đang chuẩn bị trở về thì chà, bạo dạn nắm tay mẹ. Rồi người ta thấy, nói lại với ông nội: chà, sắm mâm cao, mâm trầu, nhờ ngựa may. Phía nhà mình đấy. Vâng, bác Hai nói đúng nhá. Bà con đang trông chờ sự quyết định sáng suốt của bác ấy. Qua vụ này, vật tư và vốn, người kỹ sư đưa quy trình cho nhà nông và doanh nghiệp chính là nhà tiêu thụ để tạo ra chuỗi giá trị. Thạc sĩ Đỗ Văn Chung, bộ môn hệ thống nông nghiệp. Đắk Lắk chia sẻ. Chúng tôi liên kết với viện phòng